rồi, đi đường hai tí ra cũng lỡ đưa em cầm. Thôi rồi, đi ra ngoài đây em cầm, phải chạy đây cầm nha. Thôi được rồi. Lỡ đang quay rồi, cầm một tiếng thôi, tiếng hơn. Cắt ghép sắt ra không có được, chạy ra khỏi đường này đi lấy, hình như ở trong túi của anh.
Đứng, đứng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Được chưa? Lấy tiếng của mày.
làm gì đâu sợ. Hả? Cái mua mà 8 triệu. Thì làm mà có thu hoạch từ cái đó ra thì mình mới mua. Chưa thu hoạch thì mua làm gì? Đúng không? Trồng khoảng 30 cây thôi.
Phận Đồng Nai mà đây vẫn là Vũng Tàu. Chết vậy. Cái này chắc chết.
đây. Nữa không? Có mua thêm chôm chôm không? Hay nhãn vô đây đủ rồi. Nãy đi nhìn cái trên kia nó xanh quá. Này nó mới vô đầu mùa à. Nè chỗ này nè. Chôm chôm nhiêu ký cô? Cái này này. Cái nào cũng như cái nào luôn ạ. Chôm hai trái. Anh thử. Anh thử. Lấy 2 ký. May mang không khoa. Vậy thôi khỏi. Để lấy một ký. Có tình nhắn không đưa 25. Không đâu đâu mọi.
rồi. Nay đây làm mát. Nay đây làm mát. Là sáng mai dậy sớm thôi. Cái sáng anh cũng lên trung tâm anh lấy vaccine à? Lấy vaccine cho chị Tâm mà, sao mai chích ngừa mà. Xong anh mới về được mà.
anh em tổng 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 hợp tiền nha, chiều thứ ba họp á thì có chị Toàn, ngày mai em điện cho chị Toàn. Tuần này đi chơi từ từ, cứ từ từ không sao đâu. Để mai điện cho, mai điện cho nó giao cho. Ai có số điện thoại mà. Sao đâu. Để mai điện nó giao cho. Bữa nói bao nhiêu tiền xu nhỉ? Chuẩn bị trước đi. Cứ áo.
còn bóng. Sao mất được bên này nè. Nè. Tiền trong túi mà móc không móc nổi luôn. Nè. Đi được 2 chuyến là mình lời rồi đó. Sông này là sông bé, cái sông Sài Gòn. Sông này cá nhiều lắm. Thank you.
nhanh ghê luôn. Cái gì? Không nói gì.
rớt rớt. Cái gì? Quỳnh muộn quá nha.